Mỹ luôn là điểm đến du học của các bạn sinh viên Việt Nam, nhưng làm sao có được visa Mỹ cũng như chọn một cái ngôi trường thích hợp, đó là cũng là những cái vấn đề quan tâm của nhiều phụ huynh và các bạn học sinh. Thì hôm nay với sự góp mặt của anh Lại Việt Phương là đại diện của trường University of Kansas, thì hôm nay anh Phương sẽ chia sẻ cho chúng ta về ngôi trường cũng như là những cái điểm mạnh để chúng ta có thể lựa chọn chính xác cũng như là phù hợp với khả năng tài chính của gia đình. Chào anh Phương. Chào Ly. Anh có thể là chia sẻ cho các bạn là những cái điểm mạnh về trường University of Kansas được không ạ? Xin chào các bạn. Đại học UC of Kansas là đại học công lập, xếp hạng ranking vào thứ 101 trên tổng số 4.500 trường đại học tại Mỹ. Đây là trường đại học lớn nhất của tiểu bang Kansas. Với hơn 200 ngành đào tạo thì các bạn sinh viên có thể tìm thấy bất kỳ ngành học yêu thích của mình nào tại trường. Thì hiện nay quy mô của trường là hơn 27.000 sinh viên đang theo học, nhưng tỷ lệ sinh viên quốc tế chúng ta mới để có khoảng 2.000. Thì đây là một những cái điểm mạnh và nhiều sinh viên Việt Nam rất yêu thích, bởi vì chúng ta sẽ được học chung trong cái môi trường rất tốt với rất nhiều sinh viên bản xứ là người Mỹ. Ngoài ra thì trường Đại học Kansas có tọa lạc tại thành phố Lawrence, ngay trung tâm của thành phố Lawrence, nên tạo điều kiện rất thuận lợi cho các bạn trong công việc học tập và sinh hoạt. Thành phố Lawrence cách trung tâm thành phố Kansas City 40 phút đi xe. Thành ra cái việc mà đi lại giữa các thành phố rất là thuận lợi cho các bạn. Rất nhiều các bạn rất khi mà chọn trường thì chúng ta sẽ chọn những cái trường ngay downtown, những cái trung tâm, nó sẽ thuận lợi cho các việc học hành của chúng ta. Khi các bạn đến học tại trường đại học UC Kansas thì đối với các bạn sinh viên năm nhất đến từ Việt Nam, trường sẽ có những cái lớp học đặc biệt dành cho các bạn, đó là chương trình IAB. Đến với chương trình này, chúng ta sẽ được học trong những cái lớp với cái quy mô lớp sẽ rất nhỏ. Tối đa là 25 bạn sinh viên, các bạn sẽ được học với những cái chương trình đặc biệt thiết kế riêng cho năm nhất. Thầy giáo sẽ giảng rất là chậm để chắc chắn là các bạn sẽ nắm được những kiến thức. Và sau giờ học, nếu các bạn nào chưa có hiểu bài hoặc chúng ta có những cái điểm thắc mắc nào về bài học thì thầy giáo sẽ kèm riêng cho từng bạn một. Có là mô hình chúng ta sẽ làm một kèm một như ở Việt Nam như vậy, để đảm bảo rằng các bạn chúng ta tới kỳ thi chúng ta sẽ nắm hiểu bài, hiểu hết các thông kiến thức và sẽ làm bài tốt. Ngoài ra trường cũng sẽ có những, trong suốt năm nhất trường sẽ có những cái chương trình học tiếng Anh miễn phí vào buổi chiều cho các bạn. Đây là những lớp tiếng Anh đào tạo quy mô chính thức của trường. Các bạn sẽ được học thêm những về kỹ năng Anh văn, về các kỹ năng viết và kỹ năng đọc, cũng như các kỹ năng khác như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông. Thì đây là một cái lợi thế rất lớn, bởi vì rất nhiều bạn sinh viên khi qua Mỹ chúng ta rất là bỡ ngỡ với cách học của sinh viên Mỹ, bởi vì chúng ta không quen với cách học đó. Thì nắm bắt được cái điều đó, trường thiết kế riêng cái chương trình IAB cho các bạn sinh viên năm nhất. Thì sau khi học xong mùa năm nhất với chương trình IAB, nhà trường đảm bảo rằng các bạn sẽ tự tin và có đầy đủ năng lực cũng như kỹ năng để chúng ta bước vào học năm 2 và theo kịp với các sinh viên Mỹ. Ngoài ra, trường còn có những cái hỗ trợ khác, tất cả những cái dịch vụ khác hỗ trợ cho sinh viên có cái chương trình IAB, chẳng hạn như đăng ký ký túc xá miễn phí, orientation miễn phí. Khi các bạn qua trước thì nhà trường sẽ sắp xếp chỗ ở miễn phí cho các bạn trong thời gian mà orientation. Ngoài ra trường còn có những cái hỗ trợ về thí dụ như sinh viên có thể mở tài khoản ngân hàng, các bạn cần những cái hỗ trợ về y tế, dịch vụ hoặc có thắc mắc bất kỳ cái chuyện gì thì nhà trường sẽ hỗ trợ các bạn 24/24. Đây là một cái cam kết hỗ trợ sinh viên tốt nhất mà trường University of Kansas dành cho các bạn sinh viên Việt Nam. Thì qua sự chia sẻ của anh Phương thì thấy được trường có rất là nhiều cái ưu điểm. Thì hiện tại thì trường những cái sinh viên Việt Nam á, là chọn những cái chuyên ngành nào nhiều nhất tại trường University of Kansas thưa anh Phương? Thì với hơn 200 ngành học thì đa phần theo như kinh nghiệm của anh cũng như thống kê của trường thì đa phần các bạn sinh viên Việt Nam chúng ta thường chọn học các ngành về marketing, tài chính, quản trị nhân sự, kỹ sư điện tử, kỹ sư cơ khí và ngành quản trị khách sạn du lịch. Đó là những ngành mà ta thấy đa phần các bạn chọn. Thì cái cơ hội việc làm sau khi học của trường mình ra thì các bạn có cái cơ hội việc làm cao không thưa anh Phương? Đại học UBC Kansas của anh có đối tác rất nhiều công ty lớn, những tập đoàn lớn như Samsung, Siemens hoặc là Microsoft. Thì trong thời gian học các bạn sẽ được nhà trường sắp xếp để chúng ta internship, có những chương trình internship với các công ty lớn này. Thành ra anh muốn khuyên là các bạn trong quá trình mà chúng ta làm internship đó, các bạn phải nỗ lực hết sức, phải thể hiện nhiều hơn những gì mà các công ty này mong đợi để chúng ta tạo được một cái thành tích tốt, một cái ấn tượng tốt đối với họ. Ngoài ra các bạn cũng nên có chúng ta nên thiết lập cái mối quan hệ tốt với các công ty này để sau khi mà chúng ta ra trường á,
thì chúng ta sẽ dễ dàng có nhiều cơ hội để xin việc làm ở những công ty này hơn. Đó là một cái lời khuyên thực tế mà anh đã đi qua các trường và đã chia sẻ với các bạn sinh viên Việt Nam của chúng ta. Vậy thì cái cơ hội việc làm sau khi học sinh học tại trường Kansas thì cũng rất là cao. Đúng rồi. Thì ví dụ như trường hợp những sinh viên mà muốn nhập học ở trường Kansas thì cái yêu cầu đầu vào của trường thì có khó không thưa anh? Thì hiện nay đối với điều kiện đầu vào của trường University of Kansas đối với các sinh viên hiện nay đang học tại Mỹ từ high school mà các em muốn chuyển sang thì điều kiện đầu vào phải từ 3 chấm trở lên. Nhưng đối với thị trường Việt Nam thì Đại học University of Kansas mới tuyển sinh ở Việt Nam nên nhà trường sẽ có cái điều kiện đầu vô ưu đãi cho sinh viên Việt Nam chúng ta. Đó là các bạn chỉ cần học xong lớp 12 với điểm trung bình cuối năm là từ 6.25 trở lên, IELTS thì 5.5 hoặc là TOEFL IBT 68. Nếu các bạn không có hai cái chứng chỉ tiếng Anh trên thì chúng ta có thể làm bài test tiếng Anh Basque hoặc Person tại văn phòng của công ty Tân Đại Dương. Đó là một cái những điều kiện đầu vào của trường. Thì những cái sinh viên mà khi mà đi du học thì phụ huynh cũng quan tâm đến cái vấn đề học bổng và những cái ưu đãi của trường. Thì hiện tại thì trường Kansas có những cái hỗ trợ nào cho sinh viên Việt Nam không thưa anh? Cảm ơn em. Đây là câu hỏi mà rất nhiều sinh viên hay hỏi anh. Thì hiện nay trường University of Kansas có một những hỗ trợ như sau. Thứ nhất là trường đang có chương trình học bổng dành cho sinh Việt Nam trị giá 120 triệu. Học bổng này dành cho các bạn sinh viên có điều kiện học tập khá giỏi trở lên. Cụ thể là điểm học bạ của chúng ta lớp 12, trung bình lớp 12 phải từ 6.8 trở lên. Và các bạn phải có một trình độ tiếng Anh duy nhất, một trình độ tiếng Anh tối thiểu là các bạn phải nói chuyện tiếng Anh lưu loát. Nếu mà các bạn chưa có bằng IELTS hoặc bằng TOEFL thì không sao. Nhà trường sẽ có tổ chức một cái cuộc phỏng vấn trực tiếp với các bạn thứ nhất là để xem xét về cái kế hoạch học tập của các bạn, cái thứ hai là để kiểm tra cái trình độ tiếng Anh của mình. Nếu mà chúng ta thỏa mãn được những điều kiện này thì các bạn sẽ được cấp một suất học bổng 120 triệu đồng cho năm học đầu tiên. Ngoài ra hiện nay trường cũng có những hỗ trợ khác cho các bạn như là miễn phí ghi danh, đưa đón sân bay miễn phí. Hoặc là khi chúng ta nộp hồ sơ thì như các bạn biết chúng ta sẽ quy đổi điểm từ Việt Nam sang điểm của hệ thống của Mỹ thì nhà trường cũng sẽ miễn phí cho chúng ta tất cả những cái phí đó. Đó là cái sự hỗ trợ về mặt vật chất như về quán trường cho các sinh viên. Thì qua sự chia sẻ của anh Phương thì một phần nào đó chúng ta cũng cảm thấy rằng trường University of Kansas thực sự là điểm đến của các bạn sinh viên. Và để nhận được chương trình học bổng tại trường, các bạn vui lòng liên hệ với công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường University of Kansas tại Việt Nam. Và để nhận học bổng, các bạn vui lòng mang học bạ đến trực tiếp địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất.